Rồi, xin chào quý khách của em đã trở lại kênh Má Cắt Cỏ của cửa hàng Thành Hợp nha. Địa chỉ là ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Cái chỗ em làm là xéo bách hóa xanh của xã Trung Hưng nha anh. Xã Trung Hưng hay còn gọi là chợ Trung Hưng, em ở tại chợ luôn nha. Đó. Hôm nay em lên lô máy chữ C, 12 máy nha mấy anh. Đẹp, dữ lắm đẹp, mà giá thì giá cả phải chăng ha. Xuất sắc luôn, em lô máy của em đi em lựa từng cây đó. Giá là 1,2 triệu một cây trở lên. 1,2 triệu, 1,3 triệu 50, 1,4 triệu, 1,4 triệu, 1,6 triệu 50, 1,7 triệu, 1,7 triệu, 1,7 triệu, 1,9 triệu, 1,9 triệu, 2 triệu, và cao nhất chỉ có 2,6 triệu thôi. Lên máy không kịp cho nên chỉ được khoảng 12 cây thôi nha. Khách thương tình thì ủng hộ cho nhiêu đi, còn chậm trễ nữa thì bữa hai bữa ngày nào cũng lên lô hết, thì mình cứ tranh từ từ mà mình chốt nha. Đó, Mitsu 261 tum gời, tum nhôm ga bóp 2 chế độ, Maru 26 màu vàng ga bóp pin, Rubin 4 thì ga bóp 2 chế độ, Hitachi 25cc có trợ lực, Kyogit 2420 ga bóp ha, cây này đẹp như đập thùng luôn nha bạn. Makita 26 ha, 26 nồng này 35 ly nữa nha. Maru tum gời ga bóp pin, Maru tum liền có trợ lực, Tanaka 24cc thì đẹp như đập thùng luôn. Echo 221 Robin cấp có trợ lực, và cái cuối cùng là Kawasaki chịu 2 cây đó. Rồi ha, em giới thiệu chi tiết rồi nha, tum gời tum liền nó hết rồi, mấy anh coi cây nào phù hợp với gia đình thì mình tua ngay cái đó mình coi cho nó nhanh, còn không thì mấy anh coi hết clip ha. Và đặc biệt là em bán hàng em rất là kỹ nha mấy anh, em rất là kỹ trong quá trình giao dịch cho nên anh xem cho kỹ rồi mình hãy chốt ha, để chốt đi chốt về bơm hàng cho em nha. Số điện thoại để đặt hàng là 0913 136620. Số này là tên Zalo, có Zalo, Zalo là Mai Thị Thanh Chị. Mấy anh kết bạn Zalo để được xem máy nha. Rồi bên em thì có ship hàng toàn quốc từ trong Nam ra ngoài Bắc, và thời gian đi là trong vòng 7 ngày. Tới sớm thì bưu tá họ sẽ giao sớm cho mình. Nếu mà 7 ngày mấy anh không nhận được hàng, mấy anh phải điện cho em nha, chứ đừng thấy lâu quá bơm hàng rồi nghe em ha. Còn mình gấp quá thì mình mua cửa hàng gần nhất là vẹn cả đâu bằng. Rồi được xem hàng nổ máy trước khi nhận ha, đặc biệt không có lấy cọc nha, xem theo 6 món này kèm luôn là dây đeo nè, trắng cỏ nè, tiếp mở bugi, lục giác 4, đĩa dài, ổ phát cước ha, em không lấy cọc nha. Cây máy chiều 7, chiều 8 nói với em là bình thường nha, uy tín là hàng đầu ha, mình bán hàng mình uy tín, thì bên đây bán hàng uy tín thì mấy anh chốt hàng thì mấy anh cũng phải uy tín nha, không có chữ máy đừng làm mất uy tín của anh em đâu bên ha mấy anh. Rồi em có bán nhớt 2 thì nha, bình này 1 lít 100 ngàn, đi theo máy em bao ship luôn. Tỷ lệ xăng pha với nhớt là 1 lít xăng pha dùm em 40cc nhớt hoặc 50cc nhớt. Cái bình nhớt của em nó có cái bình bên hông cho nhỏ cho mình lường nè, theo 40 hoặc 50, anh bóp cái này là nó tự nhảy qua đây nha. Đó, anh nào mà không biết cách canh nó pha nhớt cho chính xác thì mình mua nhớt của em đi, sẵn là lường luôn cho nó dễ ha. Ủng hộ của em cảm ơn anh trước đó. Về chứ chuẩn bị xăng rồi pha với nhớt là thoải mái hơn quá trời, mà còn gì bằng không đó, tội tình nguyện không thử không. Nhớ cho em Út xin nút đăng ký kênh kèm nút like nha. Hôm nay đi hàng cũng khá là nhiều cho nên là qua cái số đó thì em cũng cảm ơn mấy anh rất rất là nhiều đã ủng hộ shop ha. Những khách mới, trong khi đó khách mới rồi xài rồi còn ủng hộ em là bằng cách giới thiệu em đó đấy anh, nhận gì em bán rất là nhanh đó, khách thương tình dữ lắm, thương khách dữ lắm thương. Rồi bây giờ em sẽ vô cây C1 đầu tiên, Kawasaki. Kawasaki này là 20cc nồng 30 ly nha mấy anh, 1,2 triệu ha, bao ship tới nhà 6 món đi kèm. Chốt cái này nhớ dùm em C1 nha. Bình xăng con zin, dập chữ Japan, khởi động máy thì đóng cái le. Rồi, mở le thì chạy thôi ha. Công tắc nè. Bật xuống là tắt, bật lên là mở nha. Hai tay cầm ga giữ nha mấy anh, đầu bò zin, trắng cỏ thì là trắng cỏ mới nha. Có chân trống nè, ha, bình xăng lớn mình không chạm đắt, đặc biệt là tum gời. Ha, tum gời luôn. 4 lỗ ốc luôn ha. Nó lắp máy rất là đẹp và sáng. Anh nào kiếm máy nhỏ mình xài gia đình thì chốt cái này dùm em, C1 chữ 2. C2. Thank you.
chụp giật trợ lực dây thiều. Hệ này dành cho chị em phụ nữ, người già lớn tuổi hoặc anh nào mà muốn phát cỏ gia đình mà xài không chuyên nghiệp thì mình xài hệ này giùm em. Thứ nhất là 3.8 đến 4 kg về trọng lượng. Thứ hai là em này nó có trợ lực nha anh, giật siêu nhẹ ha, siêu nhẹ không phát thôi. Nó chảy vậy nó tự nhảy nổ ha, bằng cách là mình đóng le thì mình giật xong mình lên ga nó tự mở le luôn ha. Với Vinwall Pro le đổ tự động luôn. Đó, không cần phải nhớ mở le nó tự nhảy luôn ha. Rất là tiết kiệm xăng, trợ lực siêu nhẹ giật 20cc ha. Không máy quá sáng quá đẹp 30 ly nha. Trong liền, trong nhựa ha em, quá đẹp không tắt nè. 1.350.000 cho xe 2. Ga nè, một tay cầm, đầu bò ghim. Anh nào không thích một tay cầm thì nói với em lên hai tay cầm miễn phí cho mình ha. Còn mà thấy tiện lợi của một tay cầm nó gọn nhẹ thì mấy anh lấy để làm gì ha. Công tắc nè. Mẫu này rất là đẹp luôn, máy móc zin 100% nha. Rồi, chốt cái này thì nhớ giùm em C2, em sang C3, Echo. Giòn nghe đã chứ. Echo màu trắng, gọi là Echo trắng, chế zin ha. Rồi, chế zin One Pro le đỏ tự động nữa nè. Ở đây nó không nhảy rồi, đem lên ga đằng này nhảy cho mình coi đó, nhảy mở le luôn ha, sụn sò luôn nha. 22cc tum liền tum nhựa nha. 1.4 triệu cho C3, ốc cụm trắng tư luôn, lắp còn rất là bóng và đẹp. Hai tay cầm ga giữ, công tắc trên ghi đông ha, trắng tỏi zin, đầu vòi zin luôn. Máy này zin cũng 100% luôn nha mấy anh. Khá chuyên chống, mình xong lớn mình không chạm đắt ha. Trời ơi, áo nó zin đẹp quá mấy anh ha. Mình xong lớn zin luôn, quá đã. Thần Echo này C3 1.4 triệu. Triệu 3, triệu 4 là sở hữu được cái máy của anh em nè, xịn sợ luôn. Rồi C4, Tanaka. Rồi ở đây dàn máy le đó tự động luôn ta. CC 32 ly ha, cái tem nó còn áo quá đẹp. Cái mẫu này á, anh thấy bự chứ 5kg trả lại thì em anh vô đủ cái áo bôm này, cách nhiệt nó có một lớp ở trong, ở ngoài nó thêm một lớp nữa, nó đủ xịn sợ vậy đó. Xăng bóng zin ha, bóng khoái quá đẹp luôn. Chế zin One Pro le đỏ tự động nữa nè. Kéo nhảy mở le ha. Cái ga này ga gài chứ không phải ga bóp em anh. Ga gài mình bóp cái này lại xong mình kéo cái này lên đó em anh. Tắt nè, một tay cầm đầu bò ghim. Rồi mấy anh nào không thích một tay cầm, mấy anh nói em lên hai tay cầm cho mình ha, tại phiên bản ghim nó là như vậy. Rồi C4 1.4, em sang C5 Maru Yanma. Màu xanh này rất là sạch nha, xanh này xanh mực ha. 23cc 32 ly chụp giật trợ lực dây thiều. Cái ông phát nó tự nhả về nó nhảy nổ nha. Ốc trắng tư luôn nha mấy ha, quá đã luôn. Tóc máy còn rất là sáng và đẹp luôn. Chế zin One Pro. Nghe nghe ha. Tum liền tum nhựa nha. Ốc nè, trắng tư luôn. Tem nè. Còn mới chế ha, công tắc nè. Công tắc xí xí nhỏ nhỏ nha. Xem kỹ nha mấy anh. 1.650.000 cho C5. Hai tay cầm ga bóp zin ha, cái này ga bóp zin của nó nha, mà nó màu đen nha, nó phải ga giữ nha em. Chán có zin đầu vào zin đó. Rồi anh nào chưa có cái máy trong nhà thì mình mua hai máy này thì mình xài gia đình đi nha em, tiết kiệm xăng mà rất là bền, chạy lai ra đi riêu hoài, chạy hoài được hoài luôn đó, khỏe lắm. Không có chép luôn, đặc biệt cái hệ này thì lóc có dập da ban ha, mắt in da ban nó sẽ nằm ở dưới đây đó. Máy này mang nhìn ốc nó tư luôn ha, mấy con ốc ở trong đây nè mấy anh, trắng tư sao nó ghim ha, vô khói nữa chung là lóc máy là em thấy là ăn điểm rồi. Rồi C5 1.650.000,
em sang C6 Maru Yanmar ha. Bắp dú xăng đóng le rồi mình mới giật nha, nó sẽ mau nổ hơn. Thì khi mà em khởi động máy cũng vậy đó. CC màu xanh hai sừng ha, gọi là sừng trâu nó rất là đẹp, bình xăng lớn zin, chế zin ga ngang quanh bà rồ ha, tum nhôm tum gời 260 nha, màu này đẹp nha, cái tem gợi nguyên nè mấy anh, sạch gấp sạch công tắc nè, công tắc zin luôn, chiều 7 ha, hai tay cầm ga bóp zin, đầu bò zin theo máy nha, chắn cỏ thì chắn cỏ mới, cái này thì lắp có dập mắt in Japan nha mấy anh, đó thun còn luôn nè, ha xịn sò ha. Rồi C6 1.7 nha. Em sang C7. C7 là Makita 262. Hẹn này tới 35 ly lần em anh, có trợ lực luôn, giá mềm xèo luôn. Rồi em tách nổi cho anh coi nha. Trợ lực này là trợ lực chả nha anh, kéo cái buông về là nó tự chả lên nó chạy. Lốc máy này đẹp không, quá đẹp, bô khói quá sáng luôn ha. Cái cổ bình xăng quay lên ha, này đổ xăng rất là dễ dàng mà nó không khó khăn đổ ra đâu đó, muốn đổ ra cũng là một chuyện không phải dễ. Rồi chế zin le đỏ tự động ra ngang, đóng le lên ra nó nhảy mở le cho mình luôn ha, tung liền tung nhựa nha. Makita công tắc zin. Rồi cây này C7 1.7 nha anh, hai tay cầm ra giữ, đầu bò thì đồ zin chắn cỏ, chắn cỏ mới nha. Rồi máy 35 ly mà trợ lực có 1.7 hả mấy anh, thủ chốt ha. Rồi em sang C8 Kyugit 242, đẹp như đặt thùng luôn ha, rất là đẹp. Một triệu bảy nha, em nói luôn ha, 1.7, áo rất là đẹp nè anh, nhìn đi, tem còn luôn, bình xăng lớn này zin nó mới à hả, ơi bình zin mấy anh ơi, không còn bình zin mà em cứ ngỡ là mình mới đó anh, tính đi em la em ngồi đem em còn nhầm, nó đẹp quá trời đẹp luôn, không thì bớt luôn, ốc ác zin trắng tư luôn ha. Bình zin nói chung máy này zin 100%, chế zin ra ngang nha, ốc quá đã. Tum nhôm Kyugit 242 ha, nó có cái miếng ở trên bảo vệ cái tum nữa nè em anh, góp lưng luôn, hai tay cầm ra bóp, công tắc trên ghi đông, trắng cỏ zin, đầu bò zin, đầu bò có chép ngọn hạn chế mặn, đầu bò ngọn đỏ hạn chế sáng cỏ luôn ha. Đó rồi cái tay trái thì ta lệch nha, cầm đưa ra cho nó chi nó không mỏi tay mình, rất là hay cho cái này. 1.7 nha, rồi quá đã, có thông số luôn, rồi xuất sắc, máy quá đẹp, đẹp quá thiếu cái thùng thôi. Rồi C8.7 vừa túi tiền dễ xài ha. Em sang C9 Hitachi 25cc nha, trợ lực mà đập cước luôn nha mấy anh. Cây Hitachi này nhớ lại có ông khách ổng từ số 8 ở dưới Thái Lan á, ổng lên đây ổng mua mà ảnh nói là trong lai nghe vậy chứ ngoài nghe nó còn sắc nét vậy đó, nghe còn rõ ràng hơn, nghe phê luôn. Ảnh lên đây anh mua luôn, mấy anh trực tiếp nói chung gần ở đây đó, bởi vì khi mà mấy anh nghe trong lai chứ chừng nào mấy anh nhận hàng mấy anh nghe đi, rất là đã, chát luôn sướng á. 25cc có trợ lực khác Hitachi mà chạy động cơ cũng ở chôn nha,
bình xăng lớn viên ha. Đó, bình xăng con thì chạy piston ga. Đóng le nè. Ha, khởi động máy thì mở le. Cho nó chạy nha. Tum liền tum nhôm nha em anh ha. Phiên bản chiếc lá. Dòng này rất là tiết kiệm xăng nha, 1.9 triệu cho xe chính nha. Hai tay cầm ga giữ, công tắc trên ghi đông, trắng cỏ zin là bò zin. Mấy anh thấy cái áo máy nó vậy mà cái trắng cỏ mà còn chữ Hitachi luôn, mấy anh thấy xịn sò không? Lắp chữ Hitachi luôn, không lẫn vào đâu được ha. Có trợ lực nha. Máy chạy rất là khỏe em anh, cho mình đập cước luôn, bao khỏe. Rồi xe chính xong rồi em tới xe 10, go pin. Nồng 34 ly, Gobin em anh ha, made in Japan nè, xăng ghen, nhớt ghen ha, nhớt 4 thì dùm em nha em anh. Rồi đốc má sáng hết luôn ha, áo rất là đẹp màu vàng, đặt chân viên của nó ha, chế viên ra ngang chế này quanh bà rồ nha, chịu chính nha em anh, tum nhôm tum liền ha, có chân trống nè, công tắc nè, hai tay cầm ga bóp ghen nè, ga giữ nè. Đó, cái này là ga hai chế độ nha. Ủa nó tắt trên đầu máy hay tắt trên tay cầm anh? Công tắc ở đây mới đúng nha mấy anh. Thấy công tắc ở đây mới đúng. Trên đây nó chỉ là hình thức thôi. Đầu bò ghen, trắng cỏ nó bể nên bổ sung trắng cỏ khác nha. Rồi anh nào chốt cây 4 thì này thì nhớ giùm em xe 10 nha. Rồi xe 11 Magu Yanma. Đẹp quá đẹp. Đi giật trắng tư luôn ha. Còn cái này là em phá rồi đó em nghe sao chứ giống như là có cái thùng đó mà cái thùng bị gách vậy đó, mặc dù là hàng đã qua sử dụng ha. Đó, áo rất là đẹp, đốc máy rất là sáng ha, đã đổ áo cách nhiệt nha, định xăng lớn zin nó bị tươi tươi ở đây cái nha em ha, nhưng mà không sao, nằm ở trên cái áo thôi. Tum liền tum nhựa nha, 2 triệu cho xe 11, hai tay cầm ga bóp zin ốc nè, quá đẹp. Rồi trắng cỏ zin đầu bò zin, cái máy này nó xịn, nó tới hai cái trắng cỏ lắm, trắng cỏ nè, chỗ này thêm trắng cỏ nữa ha, chép ngược nó hạn chế mòn rõ, ủa hạn chế sắn cỏ đó nha, chép ngược của nó đã quá đã, ốc quá đã luôn, quá đẹp ốc nè, không còn luôn nè, lóc dập da ban luôn ha. Rồi xe 11 2 triệu, xe 12 Mitsubishi tên là 261 nha. Dịp đi nha mấy anh, thay vì chụp giật trợ lực, cái này nó không có trợ lực mà cái cò nó tượng trưng cho trợ lực ha. Mấy anh bóp cái cò này vô, mấy anh giật gì nè, nó nhẹ hèo giống như trợ lực vậy đó. Anh nào muốn giật nhẹ nhàng thì mình bóp cò vô, hay giật tự nhiên nó nhảy ra, nó sao muốn giật nữa cái mình bóp cái cò này vô, nó hay là gì thay thế cho trợ lực ha. Đó, chế hai kim le đỏ tự động, bình xăng lớn zin đó, 33 ly nha, 2.6 triệu cho xe 13, tum gời tum nhôm nước sơn zin ha, này đấu xịt thuốc cắt cỏ bơm nước. Rồi đó làm gì làm công tắc nè. Hai tay cầm, lắp bắt tính điện màu hồng ha, ga hai chế độ nha. Vừa bóp vừa giữ luôn ha. Trắng cỏ zin đầu bò zin. Anh nào không biết cách sử dụng ga này, alo cho em hướng dẫn. Rồi sẵn em nói luôn. Nhiều anh nói trời ơi cái máy gì mà nó xấu quá, không phải xấu vậy em anh nhìn giùm em đi.
nhiều khi nó máy xấu, tại vì cái bình xăng nó vàng, cái mình nhìn cái máy nó không sáng. Thử đổi, em đổi bình xăng lô vô nó sáng trưng, cái máy nó đẹp liền. Anh nào muốn đổi bình xăng lô em đổi cho là nó sáng, còn không thì mình cứ xài bình xăng zin ha. Áo sống không bị cháy là đã đạt rồi nha. Rất là đẹp áo zin đó đó mấy anh. Tem ta còn luôn nè. Ha. 261 có cái đế bảo vệ bình xăng lớn nè. Còn nhiều anh á cái đầu bò không đẹp. Tại vì em để đất giật cho mấy anh đó, chứ mà thử chà là đẹp, mà chà lên mấy anh nó đầu bò luôn. Cái nào cũng nói được hết. Sẵn hôm nay em giết luôn đó nha. Ha. Lốc dập mát in Japan. Đó. Nhớ giùm em Mitsu 2.6 ha. Rồi mọi thắc mắc chi tiết liên hệ 0913 136620. Chào mấy anh, tạm biệt.